Hai xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình là Chí Dương và mình sẽ quay với clip game với tựa game là The Darkness 2 và mình sẽ vào game chơi. Này hai kiểu giống như là chỉnh độ sáng nè, nên là mình coi như mình chỉnh cho mắt độ sáng luôn rồi chơi cho nó dễ. Rồi mày ra mày nói con mẹ gì như đi đi khùng vậy, mặt xấu vãi. Oh, cái ông hồi nãy là ông Johnny. Right around the time he died, my father said to me, he said, Jackie, you can't outrun your fate. Tên là Jackie. But you sure as hell gotta try. I didn't really know what he meant back then. See, there was something inside me. Something terrible. Waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about. Get her brains blown out right in front of me. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares. The killing only made it stronger, harder to control. Eventually, I found the way to bury it. But ever since, it's been trying to get back out. It calls itself the darkness. Jackie, it's good to see you. Come on in. Hiya, Vinny. How's your family? Which one? Hey, Jackie. Check out the rack on the blue map to your right. No. Your other right. That's his left, dipshit. Hey, Jackie, check it out. They put up a picture of your dad. He's a good man, your father. Bây giờ ổng định dẫn mình đi đâu đây? Ồ, ổng đi đãi mình là một buổi tiệc hả? Hình soạn. À, dẫn mình dặn đồ luôn. Hay dòng này ổng dẫn mình vô đây gặp gá. Gặp chắc gặp hai nhỏ kia nữa. Đi còn đúng nữa. Here you go, boss. Đồ mà đúng y như rằng. Đồ mà mình nói tiếng tới vậy sao mà ai cũng biết tên Saki. Đồ mà đúng mình đúng nói tiếng. Từ đâu? Ô mà nét sọ nhỏ rồi. Quách đồ phát. Cho đồ lò mắt luôn. Game thấy ghê vậy trời. Jackie, listen to me. I'm gonna pull you out back. You gotta take this. Keep these guys off our ass. Ồ vãi ba thiệt chứ. Con tét chim mày luôn. Motherfucker! Hold on, Jackie. Pick up the stairs.
Mày ở bưởi. Ơi 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 ơi. Ta đang bắn mà sao giờ mày lo tao đi đâu vậy? Mày cứ lết hoài à? Má bị què rồi. Má cái chân à, nó bị teo nhỏ lại. Bắn mẹ gì? Mày vậy bởi quách đồ. Bắn nhau què dò mày luôn, đủ cho mày khỏi bắn. Ơi ông làm ơn đưa tôi thêm khẩu súng đi. À, hai kẻ tôi bắn mấy đạn. Tét vú mày luôn. Mày con. Ồ. Oh. Ơ thấy mẹ rồi. Ơi mau tìm mà đường sắt nào. Rồi. Nó chơi phá cửa luôn. Ông giống như là không có sức đẩy vậy. Đủ anh chơi quăng chứ. Ồ nó quăng lụ đạn lửa luôn. Má. Cháy mẹ nhẹ hàng. Má tấm dài thì quỷ này. Cũng may là nó chưa có chết. Nó hồ ra máu luôn rồi. Vì là còn sống. Má nó còn bò được đó kìa. Come on over here. Giờ ta chuẩn bị ta giết mày rồi chứ. Đó, come on over here. Thấy mẹ rồi. Đụ. Trời ơi má đứt người luôn. Má đầu đứt dằn rồi. Má cũng thấy thiệt, má gieo đúng kinh nghiệm. Đụ gì. Who hit us? I don't know, boss. I don't know. Where'd that piece of shit go? Now they headed down the alley. Người ta là Vinny. I'll be right there. I just need to get out. The rest of the guys are out on the street, boss. Head down the alley and meet up with him. He's here. Thì ta cầm cái xác trời mày con. Mày trò mà dính nhát luôn. Ngon bước ra thêm thằng nữa đi. Bắn. Mày đùa à. Nó hù má dính nhất mẹ rồi. Gì vậy? Má đâm xuyên qua luôn chứ. Đi cha mày. Mày chơi tao hả con? Mày ngon. Mày rồi. Mày à, đù. À, ghê thiệt. Má tét người, trời ơi má tét người mà cái nó còn cử động cái trâu đu ghê vãi. Rồi này các bạn bên đây có thể nhảy gì đây. What the hell man. Hey,
Wait! Giờ nó kêu cắt đứt cái nguồn dây. Giờ thì nó kêu mình gì? Đẩy cho xuống và ấn cái nút chuột. Vậy coi từ mở luôn. Cái này thấy mẹ mà rồi con. Đồ mà nó không có ô gì. Mày trời, mày còn chưa chết nữa hả? Bắt đầu phát. Mày chưa chết nó là mày cho mày rồi con. Cút xéo. Chạy xuống. Yeah. Cái máy tính tiền. Trời, thấy mẹ em luôn. Trời, má nó. Trời, má cái game gì kinh dị ghê gớm luôn. Má móc họng luôn. Gì vậy? Má thấy mẹ tụi bay luôn. Mày má đứt người luôn. Chạy xì lô mô xịt. Chạy hả bưởi. Má không có dễ đâu. Ơi thấy mẹ chưa? Quay quay. Ôi để ra sẵn sáng đủ. Quên cái vụ quán sàn. Mày đồ à. Mày gánh cửa nó thể chém đứt người luôn á mấy bạn. Mấy bạn biết con quái này mạnh cỡ nào rồi. Phát đồ phát đủ mạnh dữ. Mày đồ mà phóng từ sao luôn mà đúng tiêu chuẩn. Rồi là ăn mấy cái tim của nó con cô mấy thằng này nè. Tìm để cho nó hồi máu á. Mà nó nổ mà văng vào đây luôn. Thấy mẹ rồi con. Mày dám xử bắn tao. Mày đập đầu này. Bên kỳ mình thấy á, khỉ ma khỉ quái vật nha. Các bạn đồng hành đi giúp mình rồi. Yeah, cảm ơn. Giờ nó kêu là đi theo nó mà nó quất cả là chết mẹ. Ủa rồi mà nó chơi súng nào là không hay vậy trời. Nó lệ thiệt. Chạy hả? Đù. Hay. Vô để học chiêu nâng chiêu nào nọ. Mày mình dư quá trời nữa.
Rồi. Tại điểm đấy là để học tiếp cái kiểu khác nữa. Ôi gì đó. Mày mở nổi không đó. Rồi đồ má mày chỉ ngu vậy. Mày lên mày phá cho điện giật chết mày á. Mày ôi. Mày à. Mày à con. À đù. Mà nó bắt đầu xong nó quăng mẹ luôn rồi. Ghê vậy. Mà đúng ghê luôn. À đủ, thằng nào bắn hả? What the. À, thấy rồi. Mà giống chó thiệt. Sọt tù mà tát hắn luôn. What the fuck. Trời má quốc không để còn cái gì luôn. Ừ ừ. Mà nó quốc cái chết mẹ luôn. À đúng ghê. Phải bắn cái đạn thôi. Thôi lấy cái này đi xài cho nó ngon xíu. Ồ. Mà đi lâu quá. Để tao bắt mày cho mày đi chung. Quấn nó. Ừ. 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 À đúng ghê. Rồi. Cho mày chết. Mày bởi mày chơi tao à. Ôi 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 ôi. Tao cực kỳ là cái ánh sáng luôn. Má bước ra nghe thấy mẹ rồi. Mày đù. Đây là cái gì ta? Cái lỗ không gian. Tù mà để hứa còn phanh giá luôn. Nó phanh thay mẹ rồi. Mà bắn con. Mà bắn còn không xong đây anh xử lý. Ừ. Anh xử lý cho nhanh. Ừ. À, lấy chỗ có xe mới xe taxi. Mày. Mày à bụi. Mày à nhóc. Má hắn chơi thân kỳ mà mạnh kinh khủng luôn. Má quất một cái là tát người nha. Chứ cái cảnh này mà ở ngoài đời bởi cái chỗ đó nó quất cái là mấy bạn cũng y như vậy á. Rồi. What? Má anh chó này biến tùm lum luôn. Mày phá cửa thôi. Má con này cũng mạnh thiệt mà. Đục. Rồi phải phá vỡ mấy cái đạn thôi. Ôi ơi. Phải đủ.
Đủ. Trời ơi, quá thốn thiệt. Má rút con cu ra luôn. Trời ơi, má nó thành thái giám rồi. Má bị đê luôn à. Má nó về nó 3D rồi. Đó. Má chơi rồi, má đúng khốn luôn. Má rút con cu. Đủ má thì chiều má đúng ghê. Má chơi kiểu đó đủ má. Coi như là mấy bạn không còn là cái gì luôn. À, đúng vậy thì mày mày vậy bởi mày ừ tù anh nó chơi nó bẻ xây một vòng sẹt tay khéo à, sự lợi hại của Saki chưa, sức mạnh của Saki rất là lợi hại. Nhiều chuyện. Chạy hả? Chạy hả? Thấy tao là chạy là sao? Tại tụi bay không biết chào đón tao luôn, mà không biết không biết chào hỏi gì với tao luôn, mà thấy tao là chạy là sao? Tụi bay không biết phép lịch sự. Nhiều chuyện. Để tao thắt để tao giúp nha. Mày cho nhanh. Nó lại cho quốc hai bà luôn. Mày ấy à. Đồ gian à. Người là người tốt không phải là giết được. Người tốt mình có thể mình giết luôn được. Mình có thể giết luôn cũng được mà thôi. Tội lắm. Cứ để cho tự nhiên tự do đi. Mày dạ. Yeah. Anh đã có cái shotgun. Quá đã. Mà shotgun là mạnh lắm á. Mày to má sao lửa má nó đụng cho một phát má để không đánh giá luôn. Mày vậy mày mày bắn cho mày lò dò luôn. Mày núp núp cũng ngu. Mày mày chưa chết, chưa chết nữa, chưa chết nè, cho mày chết luôn. Oh man, gì vậy? Động đất hả? Nó sao nhiều mấy cục hố đen quá ta, hố đen vũ trụ. À, đúng nhiều luôn. Oh oh. Ô xe lửa tới. Đủ. Rồi, hai quần kia chết luôn. Má tự xử. Mà đúng nhanh luôn quá, nó quất cả đụng mà coi đéo coi là cái gì nè. Trời ơi, nát người nát bấy luôn.
Má sập mẹ rồi. Má đúng ghê. Chạy hả? Chạy đâu? Châu lại nữa hả? Má rồi. Ông thành tái giám mẹ rồi. Mày. Mày vậy bởi. Ừ. Châu rồi. Má nó quất à. À ghê. Mày vậy bởi. Ừ. Tao giúp mày luôn đi. Mày quất nó. Ừ. Trời. Hay. Mà hố đèn vũ trụ. Đâu à. Mày. Hút nó vô luôn tao. Mang đến đây phòng ha. Mà sao hút nó vô luôn tao. Má cái game gì đúng thốn luôn. Má chơi móc con cù. Yeah. Rồi còn cái sách dân còn gì? Nhỏ này trên tên là Jenny à. Nó là Hot Wheel Not Die. Vô bệnh viện luôn. Má chưa tông nó mới vô bệnh viện. À quỷ ông chỗ này ông bị khùng. Johnny fucking Powell. What are you doing here? And where the hell are? Đây là cái nhà thường đi. Cho mấy người bệnh, mấy người nạn nhân bị tâm thần. Anh. Mà nhìn mặt ngáo đá thì vậy. Hello. Này tên là Tony. Tony, what happened? Did you find the guys who hit us at the restaurant? Là đang có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? What happened? Jesus Christ, what is this place? I gotta get out of here. I like Grace. Yeah. Oh, má ghê quá. Ôi, ma móc hồng à. Thấy gớm. Game ghê quá trời. Má đúng tình trị thiệt. Game này hụt, thảo lại game tình trị luôn. Fast Tony. Fast là mập. Má Tony là thằng Tony mập hả? I handle things. Anh cũng như là bự con hả? What the hell's going on, Tony? Hell if I know, boss. Look, we gotta get out of here. You go in your limo and I'll go ride in the car with Vinny. He busted up a couple of ribs, but he's gonna be fine. Oh. The first time you use the darkness, it scares you. But once you've tasted it, you can't stop. That's all you think about. Like I said, it consumes you. Every second of every day for the last two fucking years, I kept myself in check. Gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. And I can feel what it's... So, I guess setting you up with the twins didn't go so good, huh? Yeah, no shit. I'm glad you're all right, Vin. Now, can you tell me what the fuck just happened? I don't know. I saw some weird-looking guy had a limp. It was crazy. Like, one minute he's there, the next minute the guy just fucking disappears. I don't know. I must have hit him. Nhà gì sao mà giống như khách sạn vậy? Jimmy says đúng đẹp luôn. Good. Now find Jimmy. Tell him to meet me in my office. I'm gonna. Yeah, sure. Whatever you need, Jackie. Và mình sẽ kết thúc game tại đây. Và Facebook của mình là Chí Dương Solo hoặc là Chí Dương Trần.
các bạn sẽ gõ vào phần tìm kiếm Chí Dương Trần hoặc là Chí Dương Solo để dễ dàng tìm được Facebook đó. Và mình xin chúc cho tất cả các bạn một ngày tốt lành và vui vẻ. À, mình còn quên nữa, nếu video này hay thì mấy bạn cho mình một like và một subscribe nhé. Và đừng quên và xem video này luôn.